Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video review về các sản phẩm nhạc cụ. Và ngày hôm nay thì mình có một cây đàn organ muốn giới thiệu với các bạn. Đó chính là cây đàn Casio CTK660L. Đây là một cây đàn của Nhật đã qua sử dụng. Nếu như các bạn có tìm hiểu thì chắc cũng biết là những cây đàn organ Nhật bãi thì thông thường có một cái mức giá khá là rẻ. Và cây đàn này cũng vậy. Cái mức giá mình tham khảo được ở trên thị trường tại thời điểm hiện tại của cây đàn này thì nó dao động khoảng tầm hơn 2 triệu. Khoảng tầm 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi gì đó. Thì tuy là một cái mức giá khá là rẻ, nhưng cây đàn này mình thấy rằng nó khá là tốt và phù hợp cho những người mới bắt đầu học nhạc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các tính năng của cây đàn này và cùng nhau xem là nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của các bạn hay không các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xét về cái thiết kế ngoại hình của cái cây đàn này trước các bạn nhé. Thì mình thấy rằng cái cây đàn này nó có cái kích thước cũng khá là tương đồng với những cây đàn organ phổ thông khác của Yamaha hay là Casio khác. Đó, thì cái kích thước chiều dài của cây đàn này thì nó khoảng tầm 95cm. Chiều rộng của cây đàn này thì khoảng tầm 40cm. Và chiều dày thì khoảng tầm 15cm. Cái trọng lượng của cây đàn này thì mình ước chừng nó khoảng tầm 5kg gì đó. Đó, thì với cái kích thước như thế này thì mình thấy là nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Thì để cho các bạn nhỏ có thể học và cũng dễ dàng có thể di chuyển để mang đi mang lại. Về các cổng kết nối ở trên cây đàn này thì chúng ta cũng sẽ có một cái rác cắm nguồn ở đây. Bên cạnh đó thì là một cái cổng để xuất âm thanh ra bên ngoài, cũng như là cái cổng để có thể cắm tai nghe. Và chúng ta có một cái rác để cắm kết nối với chân pedal rời ở bên ngoài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái rác MIDI in và out để có thể kết nối với máy tính. Nhận xét thêm về cái phần ngoại hình thiết kế của cái cây đàn này thì mình thấy rằng cây đàn này có một cái kiểu thiết kế khá là to, nhìn nó cũng khá là hầm hố. Và cá nhân mình cảm nhận cây đàn này cũng khá là đẹp so với những cây đàn khác ở trong cùng cái phân khúc giá khoảng tầm hơn 2 triệu. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái cặp loa với cái đường kính loa nó khoảng tầm 12cm. Đó, cái chất lượng loa của cái cây đàn này thì mình thấy rằng nó cũng khá là tương đồng với những cây đàn như là cây đàn E413 hay là E423 của Yamaha. Đó, cái âm lượng nó cũng khá là to và rõ ràng. Đó. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có một cái màn hình hiển thị ở giữa cây đàn này. Nó cũng khá là đẹp và nó cũng hiển thị đầy đủ các cái thông tin. Đó, thì về cá nhân mình thấy rằng ở trong cái tầm phân khúc giá khoảng hơn 2 triệu thì ít có cây đàn nào mà có một cái kiểu dáng hầm hố và to đẹp như thế này. Ở trên cây đàn này thì chúng ta cũng được trang bị một cái hệ thống bàn phím với 61 phím bấm tiêu chuẩn giống như những cây đàn organ phổ thông khác. Đó, thì cái phím bấm này của chúng ta sẽ có cái chức năng cảm ứng lực. Đó, chức năng cảm ứng lực có nghĩa là chúng ta bấm nhẹ thì nó sẽ kêu bé, còn bấm mạnh hơn thì nó sẽ kêu to hơn. Đó, để chúng ta có thể điều chỉnh sắc thái khi mà chúng ta chơi. Ngoài ra nữa có một cái tính năng khá là thú vị của cái bàn phím này, đó chính là khi mà chúng ta bấm một nốt nào đó thì cái phím bấm của nó sẽ phát sáng. Thì cái tính năng này cũng khá là thú vị. Nếu như chúng ta không muốn nó phát sáng thì chúng ta cũng có thể tắt nó đi. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nghe những cái bài hát ở trên cây đàn này chẳng hạn, đó thì nó sẽ hiển thị các cái phần mà những cái nốt mà cây đàn này nó chơi ấy. Đó, thì cái tính năng này khá là hay để chúng ta có thể là học theo chẳng hạn, nhìn nó bấm những cái nốt nào thì chúng ta bấm theo. Thì cái tính năng phát sáng bàn phím này cũng khá là thú vị và thường là nó chỉ có trên những cây đàn organ Nhật bãi thôi. Ở trên cây đàn này thì cũng có khá là đầy đủ các cái tính năng. Chúng ta sẽ có 137 các cái tiếng khác nhau như là tiếng đàn piano, tiếng đàn organ, tiếng đàn guitar, bass, string vân vân. Thì cũng rất là đầy đủ. Chúng ta có 120 các bài hát được lưu sẵn ở trên cây đàn này. Đó, và 100 các cái tiết tấu như là rock, pop, ballad, beat các thứ đầy đủ các bạn nhé. Đó, thì theo mình nghĩ rằng đây cũng là khá là đủ để cho chúng ta có thể bắt đầu học tập rồi. Đó, ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái tính năng khác như là chúng ta có những cái phần để điều chỉnh tempo này, những cái phần để điều chỉnh tiết tấu ở đây, intro, ending cũng như là final, fin B ở đây. Đó, chúng ta có những cái để có thể điều chỉnh reverb là cái điều chỉnh cái độ vang của cái tiếng. Đó, cũng như là những cái chức năng gõ nhịp này, chức năng ghép hai tiếng với nhau, tức là cái chức năng layer, transpose là để nâng tông hạ tông. Tức là cái tính năng thì mình thấy rằng nó rất là đầy đủ cho người mới bắt đầu rồi. Đó, thì để chi tiết hơn về cách sử dụng chi tiết của cây đàn này thì mình sẽ làm một cái video riêng nhé. Thì nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể tham khảo.
Đó, còn về mình chỉ trong video này thì mình chỉ giới thiệu qua về các tính năng chính thôi. Thì mình thấy rằng cây đàn này cũng đầy đủ các cái tính năng cơ bản nhất để cho những người mới học có thể bắt đầu. Nhận xét về cái phần âm thanh của cái cây đàn này, cái âm thanh tiếng đàn ấy, thì mình không đánh giá cao lắm về cái tiếng đàn của cây đàn này. Đó, tất nhiên rồi, đây là một cây đàn với cái mức giá khá là rẻ, nó chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được. Đó, như các bạn cũng biết thì ở cái tầm phân khúc giá khoảng tầm 2 triệu thì để có được một cây đàn đầy đủ các cái tính năng ấy thì là cũng khá là hiếm rồi. Đó, nếu như các bạn muốn một cây đàn hay nữa, cái âm thanh nó hay nữa thì các bạn nên đầu tư những cây đàn mà nó có cái mức giá cao hơn để cho một cái chất lượng âm thanh nó hay hơn. Đó, còn mình nghĩ rằng cái cây đàn CTK660L này thì cái chất lượng âm thanh của nó chỉ ở mức vừa phải và đủ để cho các bạn có thể học tập cơ bản thôi. Đó, còn để mà chúng ta chơi, ví dụ như là chơi biểu diễn hay đi show thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đầu tư nhiều hơn để có được những cái cây đàn có cái âm thanh nó hay hơn các bạn nhé. Đó, và lát nữa thì mình sẽ demo cái âm thanh của cái cây đàn này để các bạn có thể tham khảo. Sau một thời gian mình trải nghiệm cũng như là sử dụng cây đàn Casio CTK660L này thì mình có một vài những cái tổng kết cũng như là những cái nhận xét khách quan cá nhân của mình như sau. Đầu tiên nói về cái phần ưu điểm của cây đàn này thì mình thấy rằng đây là một cây đàn có mức giá khá là rẻ. Đó. Ưu điểm thứ hai đó là đến từ cái tính năng của cây đàn này. Cây đàn này có khá là đầy đủ các cái tính năng cơ bản nhất để cho những người mới học có thể bắt đầu. Đó. Cái ưu điểm thứ ba nữa nó đến từ một số những cái chi tiết thiết kế của cây đàn này. Như là cây đàn này có một cái bộ loa khá là hay. Cái bộ loa có cái đường kính 12 cm, âm lượng cũng to và rõ ràng. Đó. Cái chi tiết nữa đó là cái chi tiết màn hình. Màn hình của cái đàn này thì cũng hiển thị rõ ràng và nó có cả phím chữ số các thứ thông tin hiển thị rất là trực quan. Chi tiết thứ ba nữa đó là cái bàn phím của cái đàn này thì có chức năng cảm ứng lực cũng như là phím bấm nó có phát sáng, thì đây cũng là một cái tính năng rất là thú vị. Đó. Nói về cái nhược điểm, tức là cái hạn chế của cái cây đàn này thì mình thấy rằng nó cũng còn vài một số cái hạn chế như sau. Đầu tiên ấy, thì là cây đàn này cũng đã được sản xuất cách đây khá là lâu rồi, có nghĩa là cây đàn này cũng khá là cũ rồi. Đó. Chính vì vậy cho nên là cái cây đàn này về cái ngoại hình của nó sẽ không còn được mới cho lắm. Nó cũng có một số những cái xước xát, nhất là trong có cái quá trình vận chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam thì nó cũng có xước xát, hoặc là cái ngoại hình của nó sẽ không được đẹp lắm. Một cái hạn chế nữa đó là cái cây đàn này, cái âm thanh của nó thì cũng không phải là hay lắm so với những cây đàn đời mới bây giờ. Đó. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng ở cái phân khúc giá khoảng tầm hơn 2 triệu thì cái âm thanh của cây đàn này cũng khá là ok rồi. Đó. Giá rẻ thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được nhiều đúng không ạ? Đó, thì như vậy thì vừa rồi là một vài những nhận xét cá nhân của mình. Thì các bạn thấy cây đàn này như thế nào thì có thể để lại cái phần ý kiến bình luận của các bạn ở trong phần bình luận của video này các bạn nhé. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cây đàn Casio CTK660L này. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ thì sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn cho mình một cây đàn organ phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.